Nể lắm này nha. Cho một cái, chỉ duy nhất một cái thôi. Ờ, một cái thôi, được rồi. Cho một cái nhớ nhau cả đời thôi này. Nhớ nhau chứ. Oh my god. Wow. Thế được không? Nhớ nhau thôi này. Làm cái gì đấy? Nhắm mắt vào. Nhắm mắt nữa. Đúng. Nhắm mắt vào ai làm gì anh đâu. Rồi, nhắm mắt rồi làm gì rồi. Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một cái cách kiếm tiền cực kỳ đơn giản các bạn nhá. Thì trước mặt mình đây là cái trang web có tên là clmm.me, chắn lẻ Momo uy tín nhé các bạn nhá. Thì là giao dịch tự động 24/7 các bạn ạ. Thì ở đây thì có rất là nhiều phần trò chơi chắn lẻ tài xỉu, chắn lẻ 2, cấp 3, tổng số 3. Đấy, thì mình sẽ chơi chắn lẻ cho các bạn xem nhá. Thì cách chơi rất là đơn giản các bạn nhá. Chuyển tiền vào một trong các tài khoản này, số điện thoại này, đấy, 4 số ở đây các bạn này, nhìn thấy không? Đấy, cược tối thiểu là 20.000, cược tối đa là 2 triệu các bạn nhá. Thì nội dung chuyển thì các bạn có thể đặt là C hoặc L. L là lẻ mà chẵn là C nha các bạn nhá. L là 1357. Đấy, nếu như các bạn số với các bạn về 1357 thì các bạn sẽ ăn. Đấy, nếu các bạn đặt C thì là 2468 thì các bạn sẽ ăn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ copy cái số điện thoại này và mình sẽ chơi thử một ván cho các bạn xem nhá. Ok, mình sẽ copy số điện thoại đầu tiên nhá. Đó, ok. Ok các bạn ơi, thì mình sẽ vào ứng dụng Momo nhá. Thì bạn nào chưa có ứng dụng Momo thì các bạn tải về ngay đi nhá. Và bây giờ mình sẽ vào chuyển tiền cho các bạn xem này. Chuyển tiền này. Và đây chính là mình sẽ chuyển vào ví Momo này. Và mình sẽ dán số điện thoại mà mình vừa copy ở chỗ web clmm nhá. Dán vào đây này. Ok. Mình sẽ đặt 20.000 đi. Và mình sẽ đặt là L đi. Ok. Chuyển tiền. Ok, 1 nha các bạn nhá. Mình đã ăn các bạn nhá. Mình sẽ xem quay lại xem 1 đúng không? Ok, mình đặt L là 1 nha, mình đã ăn tiền rồi các bạn nha. Mình đã trúng thưởng rồi, ok, mình sẽ quay lại xem tiền về chưa nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, thì tiền mình đã về các bạn nha. 44.000 đấy các bạn ơi, đã nhận rồi các bạn nha. Đó, thì các bạn ạ, thì nói chung là mình sẽ cố gắng để chơi thật nhiều để kiếm thật nhiều tiền để nuôi con các bạn nhá. Ok, thì các bạn muốn trải nghiệm cái cách kiếm tiền đơn giản này thì các bạn có thể lướt xuống phần mô tả và các bạn kích vào cái đường web clmm.me. Đấy, để các bạn vào cái web này và các bạn vào Momo các bạn chơi các bạn nhá. Ok, chúc các bạn thật may mắn nha, bye bye. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình có một cái ý tưởng rất là hay các bạn ạ. Thì hôm qua mình dẫn cái con dở hơi này, có cái con dở hơi ăn cắm lợn này này, đấy, con dở hơi ngồi nách này này, con gì nhỉ? Thôi. Đi ra. Loại cuộc chơi. Loại đâu cuộc chơi. Các bạn ạ, mình dẫn nó về thì là mình tối qua mình thấy một cái đất các bạn ạ. Ngu rút. Tại vì nó đang có bầu nên là nó rất là tức. Nó rất là dễ gọi là không biết là chó đẻ các bạn hiểu chó đẻ như nào các bạn nhá. Sư tử. Sư tử Hà Đông các anh em ạ. Thì hôm nay mình có ý tưởng rất là hay là mình muốn chôn nó một cái mặt chôn như thế này các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ sang phòng nó và phòng mình và mình sẽ dùng nó làm nháy xem nó như thế nào các bạn nhá. Đúng là con trai của ta. Thì hiện tại là con bé là gì khi nó gần nhau các bạn ạ. Đêm ngủ mình phải cho nhớ vào giữa, mình hay ngủ hay gác các bạn ạ. Mình hay sợ gác vào bụng, mình đang ngủ nó sợ gác vào bụng nó này, mình cũng sợ nên là mình nói chung bây giờ mình mỗi người một chỗ này mình sợ lắm. Bây giờ mình sẽ sang là mình sẽ vừa mình sẽ cho Tuyến ở ngoài ngó xem mà quay lại video mình xem phản ứng nó như thế nào khi đang có em bé nha các bạn nhá. Ok, let's go. Anh ơi, lần vỡ mồm ấy. Anh đừng làm khoảng 18 cộng nhá. Thằng gì ấy? Thằng gì ấy? Ảo thật đấy. Không. Ngày nay không nhớ anh à? Hôm nay anh đi việc cả ngày không nhớ anh à? Anh cũng nhớ em thôi, sao em mà nhớ anh? Không nhớ anh thật á?
không? Anh đứng rồi đó. Này định cái này. Định gì đâu? Làm gì có lỗi với người ta. Còn ngay chả để ý người ta, người ta đi công việc về chả hỏi câu đi hỏi thăm việc anh đi làm có mệt không, để anh về ta rũ quần áo xong mệt mỏi lắm rồi không được câu trả lời nào. Này á, anh đi cả buổi chiều em không phải tội anh thôi nhá. Em đã cảnh cáo anh rồi. Anh mà vớ vẩn con nào thì em treo chim anh lên trần nhà đấy. Anh mà vớ vẩn con nào thì em treo chim anh lên trần nhà đấy. Anh vớ vẩn với ai đâu, có phải Tuấn này. Tuấn đấy, đấy là Tuấn. Hôm qua anh dẫn nó về em cứ bảo nó gái. Thế thì anh hôm nay đi cả ngày làm gì? Đi đến cút thì tao không cần nữa. Ngày mệt mỏi công việc này áp lực quá, đầu óc anh căng thẳng lắm, thần kinh bây giờ không nghĩ ra cái gì để anh làm việc cái thứ ấy. Thôi, mày đừng có mồm quét, mày đừng có mồm điêu đi. Thật sự lâu lắm rồi không được ấy. Ấy đây anh ngáo à? Sao chị người ta ngáo? Thế chẳng ngáo. Bây giờ cảm xúc đang dâng trào lên tận đỉnh núi rồi em lại bảo không ngáo. Ngáo. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Thật sự ấy, nếu mà trong cái tình trạng này ấy, đừng để em hét lên đấy nha. Nói em nghe. Em biết cái gì mà hét? Thế em biết cái gì? Anh định nói cái gì? Anh nói thật đấy, 9 tháng 10 ngày mà không được xả ấy thì không nên mà chịu được đâu. Thế rồi thì vợ nữa. Cút. Thôi. Làm nháy. Nháy cái thằng cha mày. Nháy cái thằng cha mày. Làm nháy xong như thế nào? Xem có em bé nó như thế nào? Đéo. Cút. Giết người nơi rồi. Tao bảo cút. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Không có nhờn nữa nha anh Chiến nha. Mình cho không? Không đây. Cho không? Anh là ai? Mình cho anh không? Là ai? Mày là ai? Vợ. Đừng có nhờ với tôi nhá. Đi mà. Tôi đấm không sao? Tin tao đấm không? Tin tao đấm mày không? Thôi. Đi. Thôi gì? Không. Thế cho đi chơi mấy hôm về nhá. Cút. Thế thôi tao đi nữa rồi. Đi ngoài làm gì? Để em bé đi. Để em bé đi. Bảo con khác để cho. Thế con nào ưng ý thì bảo nó để cho. Tao không thích để nữa. Ảo thật đấy. Chán quá. Chán gì? Thế sao em cứ như vậy với anh nhỉ? Em cứ như vậy thì bây giờ anh thích thì anh ra ngoài mà anh kiếm mối khác đi. Em chịu. Đi đâu cả ngày về mới bắt đầu giờ chứng với tao ạ. Cái công việc cả ngày mới biết đó bảo đi công việc mệt mỏi cả ngày cũng không. Công việc gì rồi. Anh đi chơi ấy, anh chơi lêu lỏng ấy. Đi. Đi đi cái gì? Sao ấy? Hả? Ấy. Ấy gì? Dọn chăn màn cẩn thận đi. Phải đâu? Phải đâu? Nhanh được chưa? Cái đấy nhanh đấy. Hả? Đúng là con trai của ta. Gì? Làm nhảy. Nhìn cũng ngon ngả, không biết nằm ở đấy. Sao? Nể lắm này nha. Cho một cái, chỉ duy nhất một cái thôi. Ờ, một cái thôi, được rồi. Cho một cái nhớ nhau ở đời thôi này. Nhớ nhau chứ. Oh my god. Wow. Thế được không? Nhớ nhau thôi này. Làm cái gì đấy? Nhắm mắt vào. Nhắm mắt nữa. Đúng. Nhắm mắt vào ai làm gì anh rồi, đâu. Rồi, nhắm mắt rồi làm gì rồi. Nhắm đâu quá chạch bông đâu rồi. Ôi, chết mất. Chạch lại mông rồi, nó đi ra bóng về thành hoàn đá là mông rồi. Giờ nó đã đả đúng cái mông đau chỗ đầu. À, không anh thử liệu anh hay là anh con làm tết không anh rồi. Đấy ra. Khổ quá à, anh này anh khổ lắm rồi em ạ. Bị bách công việc rồi đấy anh bảo này. Sáng nhá, giờ quần áo này, lo chim cỏ này. Là 8:30 bây giờ rồi, đúng không?
quay video, xử video đến 11 giờ rồi, 2 giờ rồi. Ngủ tí, chiều thì đi về nhà. Xong rồi lại đi lấy đồ nữa, lấy đồ cho người ta nữa, xong rồi mãi, xong rồi để nó bóng về. Có tí rồi về vẫn được hỏi thăm vợ, thì những vợ chả hỏi thăm tí nào các bạn ạ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thật sự mình mệt mỏi. Ăn bả được đâu đi. Thôi. Nope. Yêu thương. Cút. Đấy các bạn biết ạ. Có vợ nó khổ thế đấy các bạn ạ. Thật sự là mình khổ lắm rồi đấy. Thôi các bạn ơi, mình không quay như thế này nó mình chết đấy. Không gạ đòn nữa đâu. Từ mai mình thôi mình ở ngoan, ở lành thôi các bạn ạ. Đấy không biết là có lành nữa. Thôi bye bye các bạn ơi, mình thôi video này.